năm loại mắt chẳng hợp chẳng tan sáu phép thần thông cũng chẳng hợp chẳng tan mười lực phật chẳng hợp chẳng tan bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng cũng chẳng hợp chẳng tan pháp không quên mất chẳng hợp chẳng tan tánh luôn luôn xả cũng chẳng hợp chẳng tan trí nhất thiết chẳng hợp chẳng tan trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng hợp chẳng tan tất cả pháp môn đà la ni chẳng hợp chẳng tan tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng hợp chẳng tan quả dự lưu chẳng hợp chẳng tan quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng chẳng hợp chẳng tan quả vị độc giác chẳng hợp chẳng tan tất cả hạnh đại bồ tát chẳng hợp chẳng tan quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng hợp chẳng tan cảnh giới hữu vi chẳng hợp chẳng tan cảnh giới vô vi cũng chẳng hợp chẳng tan. Vì sao nảy thiện hiện vì các pháp như thế đều không có tự tánh? Nếu không có tự tánh thì không có sở hữu, nếu không có sở hữu thì chẳng thể nói có hợp có tan. Các đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp rõ biết như thế thì có khả năng rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn như vậy gọi là thâu tóm sáu phép Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát nếu đối với pháp ấy mà tu học thì có khả năng làm được nhiều việc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu tóm như thế, đại Bồ Tát mới tu nghiệp nên tu học cho đến đại Bồ Tát trụ thập địa cũng nên tu học. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu tóm này thì đối với tất cả pháp biết tướng tóm được quảng diễn phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói này thiện hiện pháp môn như thế hàng đại bồ tát lợi căn có thể nhập hàng đại bồ tát trung căn cũng có thể nhập này thiện hiện pháp môn như thế hàng đại bồ tát định căn có thể nhập hàng đại bồ tát bất định căn cũng có thể nhập này thiện hiện, pháp môn như thế không chướng không ngại, nếu Đại Bồ Tát suy cứu tu học thì không thể không nhập. Này thiện hiện, pháp môn như thế chẳng phải là đối tượng có thể nhập của người lười biếng, người kém tinh tấn, người mất chánh niệm, người tâm tán loạn, người quen ác tuệ. Này thiện hiện, pháp môn như thế, người không lười biếng, người tinh tấn nhiều, người trụ chánh niệm, người khéo nhiếp tâm, người tu diệu tuệ mới có thể nhập